Xin chào quý vị các bạn, trên tay mình đây là Samsung Galaxy Tab 3 Lite T1111 đang chờ thêm mới pin từ di động cao cấp.vn. Khi bạn gặp lỗi sự cố liên quan phần pin của Samsung Galaxy Tab 3 Lite lỗi hỏng, cầm địa chỉ thay mới pin. Quý vị các bạn vui lòng liên hệ 0911582123. Di động cao cấp.vn có mọi loại linh kiện trên Tab 3 Lite nói chung và phần pin của Tab 3 Lite nói riêng thay mới với các bạn khi cần. Khách hàng ở xa điều kiện đến với di động cao cấp.vn. Quý vị các bạn có thể sử dụng dịch vụ ship code COD, chúng tôi ship các linh kiện phục vụ quá trình sửa chữa Tab 3 Lite đến tận quý vị các bạn yêu cầu. Quý vị các bạn nhận được, quý vị các bạn mới phải thanh toán tiền và bưu điện nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Xin cảm ơn quý vị bạn đã xem video từ di động cao cấp.vn. Địa chỉ nhận thay mới pin cho Samsung Galaxy Tab 3 Lite T11 tháng đầu này.